Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Hôm nay thứ tư, ngày 3 tháng 4 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú anh chị, nắng nóng gay gắt những ngày qua khiến cuộc sống của người dân, đặc biệt là những bệnh nhân đang hỗ trợ điều trị tại phòng khám, được ở tại các nhà trọ xung quanh phòng khám gặp nhiều khó khăn, nóng bức, thiếu thốn. Hầu hết các bệnh nhân ung thư đang phải nghỉ ngơi tại các nhà trọ xung quanh phòng khám. Nắng nóng khiến cho căn nhà trọ chật chội, trở nên oi bức, khó chịu. Mồ hôi giải ra liên tục, khiến nhiều bệnh nhân và người nuôi mệt mỏi, lả người. Nhiều bệnh nhân chia sẻ, nắng nóng tôi chỉ muốn nằm im một chỗ, không muốn làm gì cả, mồ hôi ra nhiều khiến tôi mất nước, người cứ rã rời. Chưa kể vết mổ mới lành nên tôi cũng không dám vận động nhiều. Nắng nóng tôi không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Ban ngày cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn ở trong nhà cho mát, mà ở nhà thì cũng nóng bức. Nắng nóng cũng khiến cho việc chăm sóc người bệnh tại nhà trọ trở nên vất vả hơn. Nắng nóng thế này tôi phải quạt cho chồng liên tục, cứ một lúc lại phải lau mồ hôi cho anh ấy. Mình cũng mệt mỏi nhưng không thể để cho anh ấy chịu nóng. Trước tình hình nắng nóng gay gắt, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân đang hỗ trợ điều trị tại phòng khám và tạm ở tại các nhà trọ xung quanh phòng khám. Các tổ chức xã hội, đoàn thể cũng nên chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để họ có thể vượt qua những ngày nắng nóng này. Ngoài ra, người dân cũng cần lưu ý một số biện pháp phòng tránh nắng nóng như uống nhiều nước, mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát, hạn chế ra ngoài trời nắng, sử dụng các biện pháp che chắn, chống nắng. Nếu có dấu hiệu say nắng, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bệnh nhân đang hỗ trợ điều trị tại phòng khám, ở tại các nhà trọ trong những ngày nắng nóng này. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, nơi được biết đến với hoạt động khám chữa bệnh, là một biểu tượng của tình yêu thương và sự hy vọng. Nơi đây các y sĩ và nhân viên luôn tận tâm chăm sóc cho những bệnh nhân, tiếp thêm cho họ sức mạnh để chiến đấu với những căn bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, điều kiện tại phòng khám trước đây còn nhiều hạn chế, đặc biệt là những ngày nắng nóng như hiện nay, số lượng bệnh nhân đông đảo khiến cho khu vực nhà chờ và khám bệnh trở nên chật chội, nóng nực, gây khó chịu cho những bệnh nhân vốn đã mệt mỏi vì bệnh tật. Thấu hiểu những khó khăn đó, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã chung tay hỗ trợ đầu tư xây dựng và cải thiện cơ sở vật chất phòng khám. Nhờ vậy, khu vực nhà chờ, nhà xe, các phòng khám bệnh đã được xây dựng khang trang, sạch đẹp hơn. Hệ thống trần la phong sáng đẹp, thoáng mát, cùng hệ thống quạt máy được lắp đặt giúp làm dịu đi cái nóng oi bức, mang đến sự thoải mái cho các bệnh nhân. Sự đóng góp của các nhà hảo tâm là vô cùng quý giá, góp phần giúp cho phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, ngày càng hoàn thiện, mang đến môi trường khám chữa bệnh tốt hơn cho những bệnh nhân ung thư. Thay mặt cho các bệnh nhân và toàn thể nhân viên phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình lan tỏa yêu thương và hy vọng. Cảm ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình. Xin trân trọng. Chú cho biết họ tên với mình đến từ đâu chú? Tôi tên là Nguyễn Văn Tam, sinh năm 1965, đến từ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chú có thể cho con biết là cái triệu chứng của chú như thế nào, đi bệnh viện ra sao? Tôi là bị ung thư trực tràng giữa, di căn gan, đã phẫu thuật tạo hậu môn giả bên hông, đang đã quá trị ở bệnh viện ung bú á, quá trị hết cũng là mấy chục liều rồi. Nói chung là 2 năm nay là đã quá trị rồi, năm nay là năm thứ 3.
tôi cũng nghe có người giới thiệu đó, có người chỉ, rồi tôi mới tìm đến Trang Tường ở đây. Chú có tìm mấy chục liều thấy có đỡ không? Nói chung khối u nó vẫn đứng đó thôi, chứ nó không có teo mà không ấy, mà bây giờ thấy hỏi tại sao mình quá trị mà không teo không, thì anh chị bác sĩ nói rằng là quá trị chỉ là nó chặn đứng lại thôi, chứ nó không thể nào mà nó teo được cái khối u được, không thể nào mà nó hết được, nó chỉ chặn đứng lại thôi. Giờ hiện tại cái tình trạng sức khỏe của bác như thế nào, ăn uống ngủ nghỉ như sao? Bây giờ ăn uống thì là ăn rất ít đó. Mà ngủ thì nói chung là hồi từ Tết tới giờ hình như là mất ngủ. Bây giờ cái lưng thì đau từ giữa lưng xuống mông, đau dữ lắm, mà chỉ là uống thuốc giảm đau không. Còn huyết áp thì nó sao chú? Không, huyết áp thì bình thường. Tôi là cũng bị tiểu đường cũng cái 5-7 năm nay rồi, mà đường thì tôi cũng giữ ổn định, không có lên xuống, huyết áp vẫn bình thường, huyết áp tim mạch thì tôi vẫn ổn. Chú có thể cho biết là khi mình đến đây vậy thì mình điều trị gì lâu dài ở đây, chỉ bắt đầu tệ dụng 3 tháng, thì chú thấy có tin tưởng gì ở đây không, những cái phát độ ở đây? Thì mình cũng có lòng tin mình mới đi chứ, thì chứ mình đã đeo theo thuốc tay quá trị đến nay là mấy năm trời rồi đó, thì mình thấy cũng không có khả quan gì, thì ấy là chỉ đứng lại đó thôi mà nó không có hết được, phải không? Nên bây giờ mình chứ còn có bệnh thì giấy tứ phương mà thuốc chủ mời thầy thôi, mình nghe cũng nhờ những bệnh nhân người ta ra viện về người ta nói đó, rồi người ta mới chỉ cho mình. Như đúng ra là ngày hôm nay là tôi đi khám bệnh viện ung bướu nè, nhưng mà hồi tối bữa một tay có đứa em nó điện nó báo, nó là người ta cũng điều trị ở đây là mấy tháng trước, người ta cũng nó cũng có nói cho tôi rồi, nên người ta xuất viện về ở đây cho xuất về đó, thì người ta cũng điện báo cho tôi, tôi mới thấy thôi để mình hỏi địa chỉ đường đi nước bước đó, mình tìm tới đây đó. Thì tôi đi hồi 4 giờ chiều ngày hôm qua, là xuống tới đây là 10 giờ đêm. Xin anh cho biết là anh họ tên gì với mình đến từ đâu á? Dạ, Nguyễn Hoàng Minh đến từ Tiền Giang, cái bè Tiền Giang. Cái bệnh của anh lúc đầu triệu chứng như thế nào, rồi đi bệnh viện xét nghiệm ra sao á? Em đi khám tổng quát rồi phát hiện ra khối u dạ dày. Rồi bên bệnh viện họ tư vấn mình trị sao? Dạ, em có vô hóa trị 6 lần. Rồi đi vô có mổ, mổ mà nó ra có di căn hạch gì đó rồi đóng lại. Lúc mình quá trị thấy bớt mà. Dạ có, thì có bớt rồi, thì bớt rồi bác sĩ người ta mới cho qua mổ. Nó còn di căn mà mổ chưa có mổ được á. Rồi em mới nghe xuống đây là em đi xuống đây. Biết ở đây là sao biết gì? Dạ cũng nghe trên báo đài với có người trong chung bệnh viện người ta cũng có xuống đây người ta điều trị. Như nãy giờ anh nghe thầy Thanh tư vấn vậy, anh có hiểu gì, nói chung cái cách tư vấn của thầy Thanh là rõ dễ hiểu không? Dạ rõ dễ hiểu. Anh nhận biết làm sao qua cái nghe thầy Thanh nói? Thì nghe Thanh xuống đây thì phải mình phải ăn mấy cái chất và không có đạm động vật để cho nó mới diệt được cái virus của tế bào ung thư. Hoàn cảnh gia đình của anh trước khi anh ấy anh làm nghề gì? Dạ anh làm vườn. Thu nhập đỡ không anh? Dạ cũng được, nhưng mà nhà có hai đứa con nhỏ. Rồi hiện tại anh bị bệnh vậy rồi ai thay cái công chuyện làm vườn? Thì bây giờ em cũng mấy có mấy ông anh ở xóm rồi làm giúp phụ trong gia đình. Có gặp khó gì không? Dạ thì cũng có bà con dòng họ cũng thương tình. Rồi anh có tin tưởng gì ở đây không? Dạ có tin tưởng anh mới tới đây.
chúng con ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao dường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao dường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.